nhạc cụ. Hôm nay heo mẹ và heo ba dọn dẹp lại nhà cửa. Heo mẹ và ba đã tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi. Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ biết chơi đàn vĩ cầm hả mẹ? Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Vậy bây giờ mẹ chơi đi, đi mà mẹ. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Hay quá. Mẹ ơi, vậy cho con chơi một chút nha. Con cầm nó như vậy. Cầm như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi chó cũng muốn chơi thử. Em phải cầm như vậy nè chó. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống sẽ tốt hơn đó con. Dạ con cảm ơn ba. Ngày hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai đó. Đây là cây đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi nó cho heo mẹ nghe khi ba với heo mẹ mới quen. Vậy là chót cũng muốn chơi đàn phong cầm. Con có chắc không chót? Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. Chót, cây đàn phong cầm của ba mình cũng khó chơi giống như cái trống của chị vậy đó em à. Thôi được chót. Có lẽ chót còn quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong cái hộp còn có nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù va này. Cho con thử được không? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con không thể thổi được nó. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người mạnh khỏe và có hơi dài như anh. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng. Đúng là không thể thổi nó được. Thôi kệ nó đi heo ba. Cứ dùng đàn phong cầm. Vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt. Bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Còn con thì sẽ chơi trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm. Còn heo ba thì chơi phong cầm. Heo Peppa thì chơi trống. Còn chót sẽ chơi nhạc cụ nào đây? Chót đã thổi được cái tù va. Mẹ không thể thổi được tù va. Ba cũng không thể thổi được tù va. Và con cũng không thể thổi được luôn. Nhưng mà chót lại thổi được. Đang xem một chương trình thể dục được phát trên TV. 1, 2, 3, 4. Cứ tiếp tục như vậy. Gặp lại và mở ra. Gặp lại, mở ra. Ăn no giờ xem TV thôi. Em đang coi cái gì vậy? Đây là chương trình tập thể dục để giữ dáng được thon gọn đó anh. 1, 2, 3, 4. Cảm ơn trời vì anh không cần phải tập thể dục. Vì dáng anh đã đẹp sẵn rồi. Con thấy dáng người của ba đâu có đẹp đâu. Bụng của ba rất là lớn đó kìa.
Nhưng mà ba rất khỏe, để ba làm cho con coi. Muốn ba làm động tác gì? Chạm vào ngón chân đi ba, như vậy nè. Dễ thôi. Ba ơi ba, ba đang giả bộ không chạm được ngón chân đúng không? Ồ, ba không có giả bộ đâu Peppa. Heo ba thật sự không thể chạm được ngón chân của mình. Ôi trời ơi, như vậy là không tốt đâu ba. Có lẽ ba cũng nên tập thể dục một chút mới được. Dạ phải đó ba. Và từ ngày mai ba sẽ bắt đầu. Anh à, em nghĩ là anh phải bắt đầu từ bây giờ. Ồ. Ba không cần phải lo đâu, con sẽ giúp ba. Ồ, thôi được Peppa, con có nhiệm vụ giúp ba tập luyện. Ba nên làm gì trước đây? Trước tiên ba phải tập hít đất. Hít đất. Dễ thôi. Một. Hai. Rồi đó. Ba làm tốt lắm. Bây giờ con muốn ba làm như vậy 100 lần. 100 lần sao? Dạ phải. Đi thôi các con, giúp mẹ làm bữa trưa nào. Anh cũng giúp mọi người. Không được đâu ba, ba còn phải ở đây để hít đất 100 lần lận đó. Ồ. Một. Hai. Vậy là heo mẹ cùng Peppa và George 7, ở trong bếp làm bữa trưa. 8, heo ba vẫn còn đang hít đất ở phòng bên. 9, ba đang tập thể dục rất 10, tốt đó mẹ. 11. Phải, nhưng 12, mà hy vọng ba con không làm quá sức 13, của mình. Để con ra đó coi. 14, 15, 16, 17, 18. Ôi trời ơi, ba ăn gian, ba phải hít đất mới được chứ. Trên TV đang có chương trình rất hay con à. Ba hù quá. Có lẽ ba con sẽ làm tốt hơn với chiếc xe đạp tập thể dục này đó. Nhìn nó có vẻ vui đó. Vậy là anh có thể vừa tập thể dục vừa xem chương trình mình yêu thích. Như vậy không được đâu. Chiếc xe này ồn ào quá, anh không nghe được gì hết. Nhưng mà anh vẫn cần phải tập thể dục. Con biết rồi, ba có thể dùng xe đạp của con. Phải, và còn hít thở không khí trong lành nữa chứ. Vậy là lần này heo ba sẽ chạy trên chiếc xe đạp nhỏ của Peppa. Ba ơi, đây là bàn đạp, còn đây là thắng, và đây là cái chuông. Cảm ơn Peppa, ba biết rồi. Tạm biệt. Ô, dễ như ăn bánh. Mệt quá. Giữ dáng luôn là một chuyện rất khó. Bây giờ mình có thể giữ dáng mà không cần đạp xe. Có vẻ heo ba đang chạy rất nhanh. Mình có lẽ nên chạy chậm lại thôi. Cái thắng không còn ăn nữa rồi. Heo ba đã đạp xe đi cũng khá lâu rồi. Mẹ ơi, sao giờ này ba chưa về nữa? Con đừng lo bé ba, chắc ba con đạp xe rất vui nên mới đi lâu như vậy đó con. Ba ơi, ba đã đi đâu vậy? Con biết không, ba đã đạp xe trượt thẳng xuống đồi và sau đó phải để chiếc xe ngược lên lại đó con. Ôi, tội nghiệp cho anh quá. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã tập thể dục. Phải, cho hôm nay. Ý em là sao? Thì ngày mai anh vẫn sẽ phải tập thể dục nữa. Cái gì? Ba ơi, để giữ dáng thì ba phải tập thể dục mỗi ngày đó ba. Ôi không. Nhưng ba đừng có lo nha, con sẽ luôn nhắc nhở ba. Phải, ba biết vậy mà. Hôm nay Peppa và George được đến giúp ông chăm sóc khu vườn. Wow. Có một chú bướm thật là đẹp xuất hiện. Ông ơi, tại sao bướm bướm lại thích hoa vậy ông? Chúng lấy thức ăn từ những bông hoa đó con. Cách nào ạ? Chắc chúng có cái lưỡi rất dài. Dài hơn con sao ông? Phải rồi, lưỡi của bướm bướm nó dài hơn lưỡi của con nhiều. Chúng dùng lưỡi của mình để uống mật từ những bông hoa. Wow. Peppa, chắc con bướm đang nghĩ con là một bông hoa đó. Mình không phải là hoa đâu, mình là heo bé
nhận cậu ấy thiệt là dễ thương. Con cũng muốn làm một chú bướm. Rồi Peppa đóng giả làm một con bướm. Mình là một chú bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị đã là bướm bướm rồi thì em phải là một cái gì khác chứ. Chị biết rồi, em có thể đóng vai một chú sâu. Nhìn nè, nhìn nè, chị là một chú bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì làm một chú sâu thì rất dễ, ông sẽ chỉ cho con. Trước tiên, con phải nằm xuống mặt đất như vậy, sau đó con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Tụi ông là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn là một chú sâu nữa. Con là một chú sâu nè. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm cái gì? Dạ con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch. Sao con không đóng giả là một chú ếch? Nhưng ếch đâu có xinh đẹp như bướm bướm đâu ông. Và không lắc lư như sâu nữa. Nhưng ếch, nhưng làm ếch sẽ là trò con thích. Ếch mà cũng chơi trò búp bê sao ông? Heo Peppa khờ quá. Trò mà con thích nhất là cái gì? Dạ là nhảy nhót trên những vũng bùn. Phải, và ếch cũng rất thích nhảy trên vũng bùn. Phải đó George, mình đóng giả ếch đi. Mình là một chú ếch nhỏ nè. Mình là một chú ếch nhỏ nè. Vậy là những chú ếch tìm được một vũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên những vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Làm bơm bướm và sâu.